nó sẽ ra được là 64 đô chênh, tức là cùng là cái số đó thì chúng ta có 70 đến 80% win rate mà đúng không? Win rate 80%, bạn sẽ có 64 đô nếu như vào 10 lệnh. Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng CNP Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một phương pháp chơi vàng, đó gọi là phương pháp chơi vàng số tròn hay còn gọi là ăn theo stop hunt. Và bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề ngày hôm nay nhé. Ở trên màn hình của mình là kênh CNP Pro Trading của bọn mình. Đây là nơi mình chia sẻ kiến thức về đầu tư Forex, về trade Forex. Nếu như bạn là một người hoàn toàn mới thì bạn có thể vào tab danh sách phát và tìm bộ video học Forex từ A đến Z cho người mới bắt đầu này của mình. Và nó sẽ giúp cho bạn từ không biết trade, từ không biết Forex là gì cho đến khi bạn biết trade và kiếm được tiền với Forex. Đừng quên subscribe kênh để nhận những cái video mới nhất của mình, cũng như là theo dõi bọn mình trade thực chiến hàng tối nhé. Ok, bây giờ mình sẽ nói về chơi vàng với số tròn. Và đây là một phương pháp đợt gần đây mình rất hay dùng để mình có thể chơi với vàng. Phương pháp chơi vàng này của mình có win rate tầm 70-80% và nó sẽ giúp cho các bạn chơi một cách rất là đơn giản, không cần phải phân tích nhiều. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu số tròn là gì. Đầu tiên các bạn cần phải biết là vàng nó tính bíp như thế nào. Vàng nó sẽ tính bíp là một số đằng sau dấu phẩy, ví dụ như 2000.1 2000.1 đấy lên 2000.6 là 5 bip. Vậy thì cứ một cái số đằng sau dấu phẩy này nó sẽ là bip đúng không? Từ 1 lên 6 là 5 bip. Vậy thì từ 1 lên 9 là 8 bip. Số tròn đối với vàng là cách 100 bip chúng ta sẽ có một vùng số tròn. Chúng ta quy định như thế nhá. Và các bạn có thể tìm đến những cái vùng số tròn như thế. Ví dụ như là 2000 này, 2010, 2020, 2030 hoặc là 1990, 1980, 1970 thì các bạn biết được là sau dấu phẩy là một bip đúng không? Vậy thì 2010 với 2000 nó sẽ là 2010.0, tức là 100 bip so với 2000 đúng không? Vậy thì cứ cách như thế là chúng ta sẽ có một cái vùng số tròn. Và yên tâm, mình sẽ có indicator hỗ trợ cho các bạn hiển thị vùng số tròn để bạn đỡ phải nhớ, đỡ phải tính toán luôn. Và có cả bot để vào lệnh cho các bạn luôn. Về nguyên lý trade thì thường vùng số tròn nó sẽ một vùng cản tâm lý. Và tại đây thường có những cái lệnh SL và TP được đặt ở đó. Chúng ta sẽ kỳ vọng rằng khi giá tới vùng số tròn thì nó sẽ có phản ứng. Nó không đi một mạch mà nó sẽ lên đến vùng số tròn và nó sẽ giật lại một chút. Và đó là lúc chúng ta TP được lệnh. Thì đấy là cái nguyên lý trade của cái phương pháp này. Vậy thì về các công cụ thì sao? Mình sẽ phân làm hai nhá. Ví dụ bạn dùng trên TradingView hoặc bạn dùng MT4 thì nó sẽ có những cái công cụ khác nhau. Ở trên TradingView thì bạn tìm cái indicator có tên là Round Number and Quarter Level của BlueBearded. Và đây chúng ta sẽ vào mục indicator nhá. Và bạn gõ Round Number là nó sẽ ra Round Number and Quarter Level này. Đấy, thì các bạn ấn vào nó, lập tức là nó sẽ ra. Ở đây thì mình có một cái rồi. Sau khi mà các bạn ấn vào xong thì chúng ta sẽ cài đặt như thế nào? Chúng ta sẽ ấn vào cái hình bánh răng này. Sau đấy các bạn cài như sau cho mình. Thứ nhất, ở mục Round 00 Number này, Line Width các bạn để 2 để cho nó dày lên, chúng ta nhìn cho nó rõ. Tiếp theo, đến những mục như là Round Number 50 và Quarter Number thì bạn ấn vào cái này và kéo cái opacity nó về 0 cho mình. Bên này cũng thế, kéo opacity về 0 cho mình để cho nó tắt những cái mục khác đi. Sau đó chúng ta sẽ tới cái phần là number apply, các bạn để 20 cho mình để nó hiển thị nhiều cái đường này, chúng ta đỡ phải xem nó quá là ngắn. Đấy là với cái bên TradingView. Vậy thì với cái bên MT4 thì sao? Ở MT4 chúng ta sẽ có hai thứ. Thứ nhất là indicator round NR. Thứ hai là một con bot mà giúp cho các bạn vào được lệnh với vùng số tròn này. Thì mình sẽ để link ở phần mô tả video, các bạn có thể tải về nhá. Sau khi tải về xong thì chúng ta sẽ có được, đây, một con bot này và một cái round number này. Thì bây giờ các bạn hãy vào mục MT4. Và sau khi vào MT4 các bạn hãy nhìn sang phía bên này nhá. Nếu như không có cái mục bên này thì bạn ấn vào cái hình này này là nó sẽ ra. Thứ nhất chúng ta sẽ thêm vào indicator trước nhá. Các bạn chuột phải vào indicator Grid Meta Editor, tích cái này đi. Sau đó các bạn nhìn đây nó có hai mục, một là expert và hai là indicator này. Thì đầu tiên chúng ta thêm indicator mà đúng không? Các bạn chuột phải vào indicator, open folder cho mình. Tại đây các
các bạn hãy copy cái round number này, copy này vào mục này, paste, dán nó vào. Sau đó là chúng ta xong được cái indicator nhá. Ở đây mình có rồi nên mình sẽ không dán vào nữa. X nó đi. Sau đó chúng ta trở lại MT4, chuột phải này, load lại một cái, refresh ấy, là các bạn sẽ thấy được nó ở đây, round NR. Tiếp theo đến mục expert là thêm cái con bot vào, chuột phải và expert advisor hoặc là chữ EA, nói chung cứ có hình này. Thì sau đấy bạn create meta editor này, x cái này đi, chuột phải và expert và open folder. Sau đấy là mở cái thư mục có chỗ để chúng ta để bot lên. Các bạn copy cái con bot này vào, copy này, dán vào. Đấy, dán vào, ở đây là mình có rồi nên mình sẽ không vào nữa. Thì sau đấy chúng ta sẽ lại quay lại MT4 và các bạn chuột phải và expert, refresh. Đấy, thì nó sẽ ra được cái con bot này. Và đây, đây là một cái biểu đồ của con vàng, hoàn toàn là không có một cái gì, đúng không? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cả hai cái đấy vào. Đầu tiên chúng ta sẽ bật cái này lên. Đấy, bỏ cái grid này đi để cho nó nhìn nó rõ ràng hơn. Sau đấy mở rộng lên này, chuột phải, property. Sau đấy ba up để màu này, ba down để màu đỏ, ba candle này để line này, red này. Ok, thế là chúng ta đã ra được một cái biểu đồ như thế này. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cài indicator vào bot nhá. Nếu như mà bạn xem nó nhanh quá thì bạn có thể tua chậm lại hoặc xem lại nhiều lần nhá. Về indicator, đầu tiên chúng ta sẽ cài cái round NR này. Bạn nhấn đúp hoặc là bạn nhấn đúp hoặc là kéo vào nhá. Về input thì bạn để line space. Ở đây mình có ghi rất là kỹ này. Đây. Đấy. Line space bạn để 1000 và những cái khác thì để như thế này. Mình để rất là kỹ trong cái file luôn. 1000. Rồi. Sau đó chúng ta ok một cái là nó sẽ ra những cái đường này. Và đây là những cái đường hiển thị những cái vùng số tròn 2030, 2040, 2020, 2010 này. Đấy là xong nhá. Tiếp theo nữa, bạn sẽ đến mục cái bot. Và tại đây, đây là con bot này, bạn nhấn đúp vào. Ở mục common, các bạn hãy để là long và short này, allow live trading này, allow DLL import này. Sau đấy các bạn sang mục input thì các bạn sẽ bắt đầu cài tiếp. Ở trong file này mình cũng có những cái thông số đấy, mình cũng để những cái thông số này thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Thứ nhất này, SL và TP. Thì TP chúng ta sẽ để 10 nhá. SL các bạn để 30 cho mình. Có thể các bạn sẽ thấy là SL to hơn TP. Đây là một phương pháp không đúng rồi. Thì tí nữa mình sẽ giải thích vì sao chúng ta lại để như thế này. Và win rate của chúng ta rất là cao, 70-80%. Tiếp theo nữa, big figure enable, bạn để true cho mình nhá. Thì nó mới chạy theo cái phương pháp là số tròn, big figure giải lệnh. Number of order các bạn để số 3 cho mình. Và ở đây distance các bạn để 5 cho mình. Tức là cứ cách 5 pip nó sẽ vào một lệnh và vào tổng 3 lệnh. Tiếp theo nữa, đến X2 lot này, các bạn ấn true cho mình. Rồi ok, sau đó các bạn ấn ok là nó sẽ ra được một con bot ở đây. Tuy nhiên nó vẫn đang là mặt mếu nên các bạn cần phải ấn như sau, auto trading bật lên cho mình thì nó mới có mặt cười và lúc này nó mới chạy. Hoặc là các bạn vào mục tool này, option, expert advisor và ấn allow DLL import, xong ấn ok thì nó sẽ bắt đầu chạy. Vậy là chúng ta đã cài đặt được xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói đến cái cách chơi và nguyên lý vì sao chúng ta lại làm như thế nhá. Trước hết mình sẽ giải thích cho các bạn là vì sao chúng ta lại đặt SL dài hơn TP như thế. Thì ở như sau, cái phương pháp này ở đây mình có một cái bảng và đây là bảng giải lệnh sell hoặc bảng giải lệnh buy này. Bảng giải lệnh sell số lot chúng ta sẽ là 3 lệnh, số lot sau sẽ gấp đôi số lot trước. Lệnh thứ nhất là 0.01, lệnh thứ hai là 0.02, lệnh thứ ba là 0.04. Ví dụ như ở đây, giải lệnh sell tức là giá đi từ dưới lên thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt limit sell, đúng không? Giá vàng ở đây mình đặt là 2020 là giá đầu tiên tại vùng số tròn. Thì sau đấy cứ cách 5 pip nó sẽ giải một lệnh, tức là 2020.5, 2021 thì đây là ba cái vùng mà chúng ta sẽ đặt lệnh. Sau đó SL, SL chúng ta sẽ đặt là cách 30 pip so với cái vùng số tròn là cái lệnh đầu tiên ấy. Và TP là 10 pip so với vùng số tròn, tức là cái lệnh đầu tiên. Thì ở đây chúng ta sẽ SL tại 2023 và TP tại 2019. Ở đây mình có giải thích này. Với lệnh đầu tiên nhá, thì tại vùng số tròn là 2020 đúng không? Từ 2020 lên 2023 là SL 30 pip. Và từ 2020 xuống 2019 là TP 10 pip.
tương tự như thế tại 2020,5 mà lên đến 2023 thì nó chỉ là 25 bip thôi, SL25 bip thôi, và tương tự như thế với TP. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có được một cái bảng lệnh thứ nhất, lệnh thứ hai, lệnh thứ ba thì lần lượt SL nó sẽ giảm xuống, bởi vì càng lên cao thì bạn càng giải lệnh cách 5 bip mà, đúng không? Thì cái SL của bạn ở những cái lệnh sau nó sẽ gần hơn, và từ những cái lệnh đó chúng ta tính ngược về TP thì nó sẽ dài hơn. Đó, thì nó sẽ ra được những cái này. Và số tiền tới SL và số tiền tới TP thì mình đã tính sẵn ở đây luôn cho các bạn rồi. Ví dụ như này, nếu như mỗi một lần chúng ta khớp là khớp cả 3 lệnh, vậy thì số tiền SL là 16 đô, số tiền TP là 12 đô. Và đến tận bây giờ các bạn vẫn thấy được là à, số tiền TP so với số tiền SL nó vẫn thấp hơn, đúng không? Nếu như cùng là một lệnh chúng ta SL và một lệnh chúng ta TP thì chúng ta sẽ bị chênh 4 đô là lỗ. Tuy nhiên, nếu như các bạn có một cái tỷ lệ tốt, đấy là 70-80% win rate thì nó sẽ hoàn toàn khác. Ở đây mình có một cái bảng tính cho bạn này. Đây là lệnh thua và đây là lệnh thắng. Lệnh thắng của chúng ta là 7 lệnh và lệnh thua của chúng ta là 3 lệnh. Và cái số tổng thua này nhá, là mình sẽ lấy là đây, số tiền tới SL. Đây mình sẽ để đây là 10 bip nhá. Số tiền tới SL này nhân với cái số lệnh thua và số tiền tới TP nhân với số lệnh thắng thì sẽ ra cái này, đúng không ạ? Y18 mà. Đây, nhân với số lệnh thắng nó sẽ ra là 84 đô. Tức là với win rate là 70% thì chúng ta sẽ có được 10 lệnh vào thì 7 lệnh thắng, 3 lệnh thua. Và tổng số tiền thua của chúng ta là 48 đô, tổng số tiền thắng của chúng ta là 84 đô. Đấy là với cái trường hợp win rate 70%. Win rate 80% thì sao? Nó sẽ ra được là 64 đô chênh, tức là cùng là cái số đó thì chúng ta có 70-80% win rate mà, đúng không? Win rate 80%, bạn sẽ có 64 đô nếu như vào 10 lệnh. Đấy, bạn cứ như thế bạn tính thôi, đúng không? Tuy nhiên, nếu như nâng cái TP này lên tới 20 bip, bạn nâng TP tới 20 bip thì cái lệnh thắng này nó chỉ rơi vào tầm 60-65 thôi. Nên mình tính tròn luôn nhá, 60%. Và ở 60% này thì tổng thắng của bạn và tổng thua nó chỉ chênh nhau tầm 50 đô thôi. Thì đấy là vì sao khi mà win rate 70-80% chúng ta sẽ dùng SL30 TP10. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái cách chơi. Tại vùng số tròn ta sẽ đặt 3 lệnh limit sao cho đảm bảo những điều kiện sau. Lệnh đầu tiên tại số tròn, các lệnh sau cứ cách 5 bip đặt một lệnh. Số lot lệnh đầu tiên là 0.01 lot, lệnh 2 là 0.02, lệnh 3 là 0.04. SL và TP, SL là 30 bip, TP 10 bip tính từ lệnh 1. Đấy. Thì đấy là cách chơi. Và tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trực tiếp trên biểu đồ luôn. Với lệnh buy này, giá từ trên giảm xuống. Đây, mình sẽ cho các bạn xem đây. Giá từ trên giảm xuống này, đây là vùng 2010 đúng không? Giá từ trên giảm xuống 2010 thì chúng ta sẽ đặt như sau. Lệnh limit đầu tiên là 2010.0, limit thứ hai sẽ thấp hơn, buy limit mà 2009.5, cách 5 bip xuống dưới đúng không? Và limit thứ ba là 2009.0, tức là chúng ta đã có được 3 lệnh. Và LTP là tại 2007, TP tại 2011. Tất cả các lệnh đều giống nhau nhá. Thì bạn sẽ có được một cái lệnh như này, giá từ trên đổ xuống này, chúng ta đặt lệnh limit ở đây rồi, và sau khi nó khớp nó đi lên, chúng ta TP ở đây. Với sell thì ngược lại, khi mà giá từ dưới tiến lên đến 2020, cái đường ngang này là 2020 này, thì chúng ta sẽ đặt những lệnh limit như sau. Lệnh limit thứ nhất là 2020.0, lệnh thứ hai là 2020.5 và lệnh cuối cùng là 2021.0. Và SL là tại 2023 ở phía trên này, TP tại 2019 là ở dưới này. Đấy, và có một cái chú ý như sau. Nếu lệnh đã khớp ít nhất một limit và TP thì bạn sẽ hủy những lệnh còn lại. Giả sử như bạn có 3 lệnh limit đúng không? Giá nó tiến tới và đây, giá nó tiến tới đây chẳng hạn. Bạn thấy là nó khớp một cái đầu tiên, sau đấy nó TP luôn thì bạn hủy hai lệnh còn lại đi. Nó khớp hai lệnh và nó TP thì bạn hủy lệnh còn lại đi. Nếu như nó khớp cả 3 lệnh thì các bạn cứ chờ nó TP thôi, đúng không? Thì đấy là cái lưu ý đầu tiên. Lưu ý thứ hai, một vùng số tròn chỉ lên vào lệnh một lần, các bạn không nên dùng lại, bởi vì sau khi mà chúng ta tận dụng cái đà giật của nó thì lần thứ hai có thể nó không còn linh nghiệm nữa. Bạn nhìn thấy ở đây này, có cái dâu lên vùng số tròn này đúng không? Sau đấy nó giật xuống và chúng ta ăn. Tuy nhiên lần thứ hai là ở đây, lần thứ hai là ở đây, có thể nó sẽ không đạt được cái hiệu quả đấy thì thôi, chúng ta ăn một lần thôi và chúng ta sẽ chờ lần khác nhá. Lưu ý thứ ba, khi phương pháp này kết hợp với những cái phân tích khác thì sẽ đem lại tỷ lệ win rate còn cao hơn như thế nữa, và bạn lọc được những cái tín hiệu nhiễu.
Giả sử như bạn không biết gì thì bạn có thể dùng phương pháp trade này để bạn trade là cũng có thể kiếm được tiền rồi. Tuy nhiên nếu như bạn biết thì bạn có thể kết hợp thêm, ví dụ như là những yếu tố là bên cạnh có đỉnh đáy không, đây là vùng số tròn rất là tròn và vùng tâm lý hay không, hỗ trợ kháng cự không, key level không, hay là những cái vùng nào đó, hoặc kết hợp thêm những thứ khác để bạn có thể phân tích thì tỷ lệ nó sẽ tốt hơn. Và cái cuối cùng, win rate nó là 70-80% với TP là 10 bip và 60% với TP 20 bip như mình vừa nói. Ok, sau khi biết lý thuyết rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt lệnh ở trong MT4 trước, sau đấy mình sẽ nói cho các bạn ở trên chart nhé. Ở MT4 thì hiện tại mình đang hướng dẫn các bạn là chủ nhật nên là nó không thể vào lệnh trực tiếp ở trên con vàng này được, thì mình sẽ demo cho bạn ở trên Bitcoin nhá. Ví dụ như ở đây, đây là một vùng số tròn đúng không? Đây là một vùng số tròn này. Ở đây thì mình sẽ demo mỗi một vùng số tròn này, bạn sẽ đặt limit ngay tại vùng số tròn nhá. Giá đang từ dưới này nó có thể lên đây đúng không? Thì bạn sẽ new order. Sau đấy bạn đặt số lot là 0.01 và pending order. Ở đây chúng ta sẽ đặt sell limit tại điểm vùng số tròn này. Ví dụ như với vàng thì là 2020 thì bạn gõ 2020 vào là vùng giá, nó sẽ đặt lệnh đầu tiên và sau đấy nó sẽ tự tính ra những vùng khác. Còn ở đây ví dụ như mình gõ là 27.000 chẳng hạn, với cái con Bitcoin này place, ngay sau khi đặt limit thì một lúc sau nó sẽ đặt SLTP và đặt thêm hai lệnh nữa. Bạn thấy không ạ? Ngay lập tức nó sẽ đặt ra thêm những cái lệnh khác, một lệnh ở đây, một lệnh ở đây và một lệnh ở đây, nó sẽ cách đều nhau. Sau đấy SLTP là cùng một chỗ. Vậy thì với con vàng nó cũng sẽ như thế nhá. Khi mà các bạn chạy cái con bot này thì nó sẽ giúp cho các bạn vào lệnh rất là đơn giản như thế. Với con vàng bạn cũng đặt như thế nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trên chart thì các bạn sẽ phân tích như thế nào. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ thấy được là à, con vàng nó đang chạy từ dưới lên và có khả năng nó sẽ lên đến vùng 2020 này. Vậy thì chúng ta sẽ đặt một lệnh sell ở đây đúng không? Các bạn sẽ đặt một lệnh short ở đây. Đây mình sẽ tắt cái cũ này đi. Đặt một lệnh short ở đây và chúng ta sẽ để TP là 10 bip, SL là 30 bip như thế này. Đấy. Và tương tự như thế thì chúng ta sẽ đặt thêm hai lệnh limit ở phía trên này nữa. Ví dụ như này. Dán sang đây. Cách 5 bip mà đúng không? Đấy, nó sẽ như thế này. Nó sẽ chồng lệnh lên kiểu như thế này. Và các bạn có thể thấy được là khi ba lệnh như thế này và đến lúc giá chạy nó sẽ chạy như sau. Các bạn thấy nó giật dâu lên không ạ? Giật dâu lên, nó chạm limit của chúng ta. Sau đấy nó giật dâu xuống đây là qua TP. Tức là lệnh này chúng ta đã ngay lập tức TP rồi. Và đây là lệnh đầu tiên chúng ta TP rồi. Thì nếu như nó chưa khớp những lệnh khác, các bạn hãy hủy hết limit đi. Còn nếu như nó khớp cả ba lệnh thì các bạn đã ăn được TP này rồi. Tiếp theo, giá nó sẽ chạy đến. Lần này thì chúng ta sẽ không dùng nữa này. Như cái lưu ý mình đã nói đúng không? Chúng ta chỉ dùng một vùng số tròn một lần. Ví dụ như ở đây chúng ta dùng một lần cho sell rồi thì giá đi lên tiếp này, chúng ta sẽ không dùng cho sell một lần nữa. Mặc dù lệnh này nếu có làm thì nó vẫn ăn, tuy nhiên nó có độ nguy hiểm hơn nên chúng ta sẽ chờ kiểu khác. Giả sử như giá lên xong quành xuống đây, chúng ta sẽ chờ buy. Chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Đây, ví dụ như này, giá lên này xong nó xuống đây thì bạn cũng có thể buy ở đây. Tuy nhiên nếu như nhìn chưa rõ thì bạn hãy để như này này, giá đi hẳn xa ra như này thì chúng ta sẽ chờ buy ở phía dưới này. Và đây chúng ta sẽ đặt một lệnh buy sẵn ở đây. Bởi vì buy limit nên chúng ta không cần phải chờ tín hiệu gì cả, chúng ta chờ sẵn ở đây luôn. Đặt lệnh TP là 10 và SL chúng ta sẽ để là 30. Sau đó chúng ta sẽ cùng chờ giá đi nhá. Chưa khớp. Và đây các bạn có thể thấy được là giá đã bắt đầu khớp rồi đúng không? Ở đây này, giá bắt đầu khớp và ngay lập tức hai nến sau đấy là nó TP. Vì thế mình mới nói là win rate của phương pháp này rất là cao, 70-80%, nên các bạn có thể dùng nó để chơi với vàng. Tuy nhiên đây không phải là một phương pháp hoàn toàn là thần thánh và 100% là win, bởi vì sẽ có những lúc nó xuyên qua. Bạn có thể nhìn thấy những đoạn này có thể là chúng ta vẫn ăn được. Tuy nhiên những cái đoạn như thế này này, bạn thấy không ạ? Giá đi lên luôn, xuyên luôn và chúng ta sẽ bị SL cái lệnh này. Đó, và ở đây nữa này, những cái vùng như thế này chúng ta vẫn có thể ăn này, vùng này này, vùng này này. Tuy nhiên những cái vùng mà giá đi thật là mạnh và nó xuyên như thế này, đây, giá giật lên nhá, thì chúng ta khớp bên này là khớp entry sell, chúng ta vẫn ăn. Đi xuống ở đây là chúng ta khớp entry buy đúng không? Từ đây xuống này, entry buy ăn này, lên đây entry sell ăn này. Tuy nhiên cái đoạn này khi mà giá xuống một cây như này là nó xuyên qua luôn,
vậy thì chúng ta vẫn bị ắt lỏ. Vì thế khi các bạn chơi phương pháp này vẫn cần quản lý vốn nhá, luôn luôn đặt SL và luôn luôn quản lý vốn cho mình. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ với các bạn cách chơi vàng với vùng số tròn. Và nếu như bạn thấy đây là một video hay và hữu ích giúp cho bạn kiếm tiền được với vàng thì hãy chia sẻ nó cho bạn bè của bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.